Để tiếp tục chương trình, chúng con xin kính cung thỉnh Thượng tọa Thích Nguyên Đạt, Phó Viện chủ Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam, thay mặt Đại Tăng ban đạo từ cho chúng con trong buổi cơm tay chay gây quỹ ngày hôm nay. Chúng con xin kính cung thỉnh Thượng tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa tất cả đại chúng. Tối hôm nay có lẽ trong tất cả chúng ta có mặt ở nơi đây đến để tham dự buổi tiệc chay gây quỹ nhằm xây dựng ngôi chánh điện chùa Đại Bi. Trước hết chúng tôi xin được kính mời tất cả quý vị hãy yên lặng ngồi tại chỗ để chúng ta cùng niệm Phật, cầu nguyện cho cái buổi tiệc chay hôm nay được thành tựu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa tất cả quý đồng hương, quý Phật tử. Trước khi đi vào cái buổi tiệc chay hôm nay, chúng tôi xin đi ra ngoài một vài phút. Đó là xin thưa quý vị, có lẽ trong thời gian gần đây, một biến động lớn ở tại Việt Nam về lãnh hải và lãnh thổ Việt Nam đã làm cho tất cả những người con dân nước Việt trong nước cũng như ngoài nước hùng khí đã trỗi dậy, tiếp đến cái công trình của tổ tông, của nòi giống đã có công dựng nước, và giờ này con cháu chúng ta phải giữ nước. Quý vị biết rằng đoàn quân phương Bắc, tức là Bắc Kinh, đã lăm le gấm nhầm đất nước Việt Nam của chúng ta. Có lẽ đối với Cộng sản Việt Nam trong nước và chúng ta là một tập thể người Việt lưu vong tị nạn cộng sản sống ở xứ người, chúng ta có thể khác nhau về tư tưởng, về chế độ, về chủ nghĩa, nhưng mà tất cả chúng ta cũng đều là con dân nước Việt. Vì vậy mà chúng ta cũng có trách nhiệm chung để bảo vệ lãnh thổ và lãnh hải như cha ông của chúng ta đã từng dạy. Đức Đại Đế Phật Hoàng Trần Nhân Tông, Ngài đã dạy rằng một tấc đất của tiền nhân để lại chúng ta không được dâng hiến cho bất cứ ai, đặc biệt là cho những ngoại bang. Đó là một lời di chúc mà Phật Hoàng Trần Nhân Tông để lại cho con cháu muôn đời. Quý vị bác biết rằng chính quyền Bắc Kinh đã từng lăm le gặm nhắm tất cả những quốc gia bên cạnh Trung Hoa. Như lịch sử chúng ta đã từng thấy, Tây Tạng là một đất nước gắn liền biên giới của Trung Hoa, và Trung Hoa đã nuốt chửng đi vào năm 1958-59 và đã làm mất tên đất nước Tây Tạng trên bản đồ thế giới. Và Trung Hoa vẫn tiếp tục, để rồi đã nhiều lần về quá khứ đã từng đem quân đến để mà xâm lăng Việt Nam. Nhưng mà cha ông của chúng ta Đinh Lê Lý Trần, đặc biệt là thời Trần, đã chặt đứt những cái vó ngựa Nguyên Mông và xua đuổi Ô Mã Nhi, Thác Hoang
quân giặc, quân Nguyên, quân Mông đều phải bật ra khỏi Việt Nam. Và lịch sử hào hùng đó ngày nay vẫn còn. Tất cả chúng ta Việt là những người Việt Nam, chúng ta thấy rằng lãnh thổ của chúng ta rộng lớn bao nhiêu, lãnh hải của cha chúng ta rộng lớn bao nhiêu. Như vậy chúng tôi hỏi với quý vị là Trường Sa và Hoàng Sa là của ai? Hoàng Sa và Trường Sa là của ai? Hoàng Sa và Trường Sa là của ai? Việt Nam. Nếu là của Việt Nam, của cha ông của chúng ta, thì chúng ta có trách nhiệm và giữ gìn. Nếu quân xâm lăng phương Bắc mà đến để mà xua quân xâm lăng lấy lãnh hải lãnh thổ Việt Nam, thì chúng ta nên hòa hay nên chiến? Quyết chiến. Nên hòa hay nên chiến? Quyết chiến. Nên hòa hay nên chiến? Quyết chiến. Chúng ta và Cộng sản chỉ khác nhau về chế độ, về chủ nghĩa, nhưng chúng ta vẫn là con dân nước Việt. Vì vậy chúng ta phải có trách nhiệm giữ gìn lãnh hải và lãnh thổ. Quý vị biết rằng ngày xưa quốc sư các ngài Khung Việt, Vạn Hành, các ngài Pháp Thuần cũng đã từng cởi áo ca sa để mà khoác chiến bào để mà đánh lại quân phương Bắc. Thế thì ngày hôm nay tất cả chúng ta là mãn người tị nạn cộng sản ở xứ người, khi mà phương Bắc xâm lăng, chúng ta cũng phải có trách nhiệm hỗ trợ, ủng hộ trong và ngoài nước để làm sao đánh lại cái đoàn quân phương Bắc có ý lâm le nuốt chửng Việt Nam chúng ta. Phải không quý vị? Vậy là chúng ta nên hòa hay nên chiến? Chiến. Kính thưa quý vị, hào khí của chúng ta vẫn tiếp tục, cái sung khí của chúng ta vẫn tiếp tục, cái hào khí của tổ tiên mà trong buổi tiệc hôm nay chúng ta được gặp lại trên dưới 1.000 người đồng hương Việt Nam có mặt trong buổi tiệc hôm nay. Kính thưa quý vị, qua lời trình bày của anh trưởng ban tổ chức buổi tiệc, qua sự trình bày của thầy trụ trì Thích Giải Ngộ nói về ngôi chùa Đại Bi ở tại Đà Lạt, chúng tôi được biết là ngôi chùa Đại Bi đã có mặt, đã thành hình trên một mảnh đất khoảng trên dưới 8 mẫu, rất là khang trang, rất là rộng rãi. Nhưng mà khi tậu mua cái đất đó đó, thì dường như thầy trụ trì đây cũng không biết có những sự trở ngại của nó. Nhưng mà rồi dần dần, cái chùa sinh hoạt mỗi ngày mỗi thịnh lên, Phật tử về mỗi ngày mỗi đông lên, và dân cư ở tại nơi đó bắt đầu đặt vấn đề, đó là complain chùa, tại sao đông quá. Và bây giờ chính quyền ở tại đó phải giải quyết, và tòa án giải quyết, coi lại những luật lệ. Té ra là cái chùa này, cái thời cha ông ngày trước đã để lại một cái will. Cái will đó là vùng đất này chỉ là ở mà thôi, không phải là commercial. Không phải là commercial, cho nên không được sinh hoạt đông người. Chính vì vậy mà trác tòa đã gửi đến cấm chùa sinh hoạt. Quý vị biết rằng hơn một năm nay chùa phải ngưng hết tất cả những sinh hoạt. Phật đản vừa rồi là Phật tử chùa Đại Bi không có sinh hoạt Phật đản, không có sinh hoạt, bởi vì trên 5 chiếc xe trở lên là bị quần chúng kêu cảnh sát tới có vấn đề câu xe hoặc là cầm lên này kia. Chính vì vậy mà chùa Đại Bi, thầy Chư Tăng và Phật tử phải tìm một cái đất nào đó để mà di dời cái ngôi chùa ra một bên như thầy trụ trì đã trình bày. Thế thì cái đất có được là ở tại Plano, ở trong chỗ Đà Lạt, rất là thuận tiện cho cư dân, cho Phật tử. Vì để làm mới lại cái ngôi chùa, và Chư Tăng và Phật tử muốn đến tại Đà Lạt này, bởi vì giữa Đà Lạt và Houston chúng ta cùng là con của tiểu bang Texas, cho nên cái thân tình đó có lẽ nó cũng gần. Vì vậy mà với tấm lòng của người dân Houston rất là nhân ái, rất là từ bi, cho nên thầy đã đến Houston để tổ chức buổi tiệc chay
nhằm gây quỹ để mà có được tịnh tài kiến tạo xây dựng lại ngôi chùa Đại Bi, một cái ngôi tam bảo mới. Kính thưa quý vị, như thầy trụ trì đã trình bày, cái công đức mà lớn là một trong những công đức xây dựng ngôi tam bảo. Mà chúng tôi không muốn làm mất thời giờ, chúng tôi chỉ xin chia sẻ với đại chúng một cái việc, một câu chuyện mà chúng tôi đã từng chia sẻ ở nơi đây. Đó là có một vị thầy xây chùa, giống như thầy giải ngộ xây chùa Đại Bi ở đây vậy. Thầy xây chùa nhưng mà thầy không có kêu gọi nhiều, dân cư nghèo cho nên thầy không có nói nhiều. Thầy chỉ nói là thầy xây một ngôi chùa nơi đây để cho Phật tử nơi đây, cư dân ở nơi đây nương tựa tu học. Ai có phát tâm cúng dường thì đến đây cúng dường. Thế thôi, nhưng mà hầu hết là cư dân ở đó là dân nghèo, cho nên người ta đóng góp rất là ít. Nhưng mà có một ông quan, ông giàu có, danh vọng ông có, tiền tài ông có, của cải ông có, ông thấy một ngôi chùa eo ọt quá, ông lên ông xin ông cúng dường một số tiền rất lớn, một số vàng rất lớn. Ông đem tâm ông cúng dường, nhưng mà ông chỉ mong vị thầy trụ trì đó đó cảm ơn ông một tiếng thôi. Nhưng mà thầy trụ trì đó thì thầy không có nói tiếng cảm ơn, thì ông đi qua đi lại hoài thôi. Thì ông ta nói: thầy nè, tại sao tôi cúng một số tiền rất lớn như vậy mà thầy không có một tiếng cảm ơn với tôi? Thì vị thầy đó mới nói như thế này: tại sao tôi phải cảm ơn ông? Tôi tạo điều kiện, tôi xây chùa như thế này, ông là người giàu có, công danh sự nghiệp ông lớn, của cải ông nhiều, ông chưa có cơ hội để bố thí cúng dường. Thì tôi làm chùa như thế này, ông muốn có phước được, ông muốn tích tụ phước đức, ông muốn có được công đức, thì ông tự phát tâm mà ông cúng dường. Nhờ tôi mà ông có cơ hội để đóng góp cúng dường, thế thì ông phải cảm ơn tôi chứ mắc gì tôi phải cảm ơn ông. Thế thì ông quan này nghe nói như vậy, té ra là như vậy hả? Vị thầy đó trả lời, nói thêm tiếp rằng: ông có tiền bạc của cải rất nhiều, nhưng mà ông không có điều kiện để mà bố thí để cúng dường, thì ông lấy gì để ông có phước? Ông muốn đóng góp cúng dường cho ai mà ông có điều kiện, thì ông có điều kiện để đóng góp bố thí cúng dường, thì làm sao ông có phước đức? Cho nên tôi là người tạo điều kiện cho ông để ông đến đây ông cúng dường. Thế thì ông cúng dường, phước đó là phước của ông chứ không phải là phước của tôi, cho nên ông là người phải cảm ơn tôi chứ không phải tôi cảm ơn ông. Thế thì tất cả quý vị ở đây đến đây đêm hôm nay mà đóng góp cúng dường xây dựng chùa Từ Bi là quý vị phải tự mình xin được cảm ơn ngôi chùa Đại Bi đã cho mình một cơ hội cúng dường, đóng góp, làm phước. Được không à? Được thì cho một tràng vỗ tay cho to lên, cho lớn lên, xin quý vị vỗ tay cho to lên. Rồi, tất cả mọi người vỗ tay cho thật to lên. Rồi, nhớ vỗ tay là phải cúng dường. À, ai vỗ tay rồi là nhớ nghe chưa? Là con xin hôm nay trích một phần công đức để xin được cúng dường xây dựng ngôi chùa Đại Bi. Bao nhiêu phước đó là con hưởng hết, chứ không phải thầy giải ngộ hưởng đâu. Mong rằng đem tiệc chay hôm nay, tất cả đại chúng chúng ta rất là hoan hỷ để đóng góp ít nhiều cúng dường để cho cái ngôi chùa Đại Bi được kiến tạo xây dựng một cách viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, nói về cúng dường đó thì cũng xin thưa là chùa Việt Nam, trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam sẽ cúng dường cho chùa Đại Bi. Rồi có một cái người nữa nhờ gửi cúng dường, không biết bao nhiêu trong này nhưng mà cũng khá lắm, để gửi cúng dường con cho lại chùa con thấy Đại Bi. Bao nhiêu ở trong này và thầy 10.000 hả thầy? Dạ, không biết à, cứ từ từ. A Di Đà Phật. Để tiếp theo chương trình xin kính mời các anh chị điều khiển chương trình.